Vì sao MagSquid và DDR5 sẽ là hai tiêu chuẩn bắt buộc phải có trên các chiếc laptop gaming năm 2022? Trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn thắc mắc này nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hacom và mình là Phương Nora. Trên màn mình đây là một sản phẩm mới được cho ra mắt gần đây của Asus, đó chính là chiếc laptop TUF Gaming F15 năm 2022. Và đây sẽ là một sản phẩm đáp ứng được cả hai nhu cầu, đó chính là MagSquid cũng như là RAM DDR5. Trước tiên thì về ngoại hình thì chúng ta có thể thấy là chiếc laptop này đã có khá là nhiều những cái cải biến so với phiên bản tiền nhiệm năm 2021. Về kích thước tổng thể thì nó sẽ nhỏ hơn khoảng 4,5%, nhưng mà bàn di chuột, cái touchpad di chuột ở đây lại to hơn 26%. Mình cảm thấy cái thanh touchpad này rất là rộng và có thể giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm di chuột rất là thoải mái ở trên chiếc laptop này. Và một điều không thể phủ nhận rằng ngoại hình của em này vẫn mang đậm chất gaming, rồi là từ những cái góc cạnh này, những cái thiết kế hay là những cái về chất lượng build vô cùng chắc chắn và làm mình rất là hài lòng, gần như là mình chẳng có điểm gì để chê cả. Cái thứ mình quan tâm đó chính là khi mà sở hữu cả MagSquid cũng như là DDR5 thì nó sẽ cho chúng ta về hiệu năng chơi game cũng như là hiệu năng làm việc như thế nào. Tính đến thời điểm hiện tại thì công nghệ MagSquid cũng như là RAM DDR5 đã có mặt ở trên hầu hết tất cả những chiếc laptop của Asus, từ dòng ROG cao cấp cho đến dòng TUF phổ thông. Nếu như các bạn chưa rõ thì mình có thể giải thích thêm một chút về MagSquid. Đó là một cái công nghệ giúp cho chúng ta có thể tối ưu được cái hiệu năng cũng như là tiết kiệm năng lượng hơn, bởi vì là nó có thể giúp cho các bạn khi mà xử lý các tác vụ nặng thì sẽ sử dụng trực tiếp hiệu năng từ các đồ họa rời mà không thông qua các đồ họa onboard, giúp có thể khai phá tối đa hiệu năng. Còn nếu như với những cái tác vụ nhẹ thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chỉ các onboard thôi để giúp tiết kiệm điện năng nhất có thể nhé. Đến ngay với những phần test game thực tế, và trong tất cả những tựa game mà chúng mình lựa chọn thì chúng mình sẽ để ở độ phân giải đó là Full HD cũng như là mức setting cao nhất. Lưu ý rằng là mẫu Asus TUF Gaming F15 này thì có khá là nhiều những cái tùy chọn có thể lên đến, đó là màn hình QHD này với tần số quét là 165Hz, nhưng mà mẫu laptop mà hãng gửi đến cho mình, mẫu laptop này đây thì nó sẽ có cái độ phân giải là Full HD này cũng như là tần số quét sẽ là 144Hz thôi nhá. Và quan trọng hơn nữa là cấu hình đó là i7-12700H cộng với 3050 và 8GB RAM. Và đương nhiên rằng là trong tất cả những tựa game này thì chúng mình đều sẽ bật luôn MagSquid lên để cho các bạn thấy rằng là cái việc tối đa hóa hiệu năng cũng như là cái lượng tăng về FPS nó sẽ như thế nào. Đến ngay với tựa game Liên Minh Huyền Thoại, một tựa game rất là phổ biến, thì chúng ta có thể thấy rằng là FPS cho ra ổn định nó là 220 FPS, mặc dù là đang trong cái quá trình giao tranh cũng như vậy, cũng không bị drop quá là nhiều. Và mình thấy là cái nhiệt độ nó cũng rất là mát mẻ. GPU của chúng ta chỉ có khoảng từ 60 cho đến 64 độ C mà thôi, còn đối với CPU thì nó ấm hơn một xíu, từ 76 cho đến dưới 80 độ C. Nhưng thế là combo này đang vẫn làm rất tốt đối với những cái tựa game nhẹ nhàng như thế này. Còn về phần trăm loát cả hai thứ thì có lẽ là bởi vì tựa game này nhẹ quá nên là gần như nó chả tốn đến bao nhiêu phần trăm của các bạn cả. Vậy còn đối với xét gấu thì sao? Các bạn có thể thấy là hình ảnh khi mà đang giao tranh thì nó sẽ bị drop xuống khoảng 220 FPS. Còn thực ra thì những cái lúc mà đi cảnh ở trong nhà hay ở ngoài trời thì chúng ta cũng thấy là có thể load được lên đến là 230 cho đến là 260 FPS, thậm chí có lúc còn cao hơn tận 270-280 FPS luôn. Và nhiệt độ thì nó cũng khá là xem so với cái tựa game mà Liên Minh Huyền Thoại kia, cũng không có gì quá là đáng để tâm. Apex Legends đã là một tựa game AAA rồi, và đến với tựa game này thì các màn hình của chúng ta đã phải sử dụng lên tối đa công suất là loát đến 100% rồi. Và các bạn có thể thấy là FPS cho ra nó dao động khoảng từ 97 cho đến hơn 100 FPS một xíu. Và lúc này thì nhiệt độ của CPU bắt đầu đã nóng lên rồi, đó là khoảng 86 độ C, còn GPU thì vẫn giữ ở mức khá là ổn định là 70 độ C. Và cái phần khi nóng khi mà chúng ta chơi game ấy, thì mình thấy là nó sẽ thoát ra ở phía bên phải, đây chính là cái chỗ tay di chuột như thế này, cũng như là ở phía đằng sau với hai cái hốc tản nhiệt ở đây. Thì có thể là có một phần khuyết điểm là nó sẽ hơi ảnh hưởng một xíu trong cái phần di chuyển của chúng ta, nhưng bù lại thì cái phần kê tay và những nút thao tác di chuyển thì nó lại không bị ảnh hưởng, không bị nóng. Thì mình nghĩ là phần di chuyển này hoàn toàn mình có thể di chuyển ra xa hơn một xíu thì mình nghĩ nó sẽ không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của mọi người. Ôi, Lalaka, một tựa game nói chung là đồ họa rất là đẹp và cũng tương đối hot trong cái thời gian mà cũng gần đây thôi, vài tháng trở về trước đúng không ạ? Thì cái tựa game này các bạn có thể thấy là để load được gần đấy đồ họa nó đẹp như vậy thì bắt đầu là chúng ta đã phải hy sinh FPS rồi. Chúng ta sẽ có FPS dao động khoảng hơn 80 thôi, và nó cũng rất là ổn định kể cả trong lúc combat hay là lúc mà chúng ta load cảnh. Nhiệt độ thì nó lại khá là bất ngờ khi mà nó chỉ xem như những cái tựa game đầu tiên mà mình test như là Liên Minh Huyền Thoại hay là CSGO, nó không quá nóng nhá.
Xét trung bình thì với cái công nghệ khi mà mình bật Max Quick thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ tăng khoảng 9% ở trong mọi tựa game và khoảng cỡ 30% cho riêng những cái tựa game FPS. Thì mình thấy đây là một công nghệ rất là tốt để giúp cho chúng ta có thêm những cái trải nghiệm chơi game. Vậy thì nếu trừ đi khi mà chúng ta không bật thì đương nhiên chúng ta sẽ bị drop FPS. Ví dụ như là CS:GO thì chúng ta sẽ còn dưới 200 thôi. Và mình thấy cái khoảng chênh lệch này khá là đáng kể để giúp, có nghĩa là đáng để cho chúng ta ra quyết định để mua một chiếc laptop có sở hữu cái công nghệ này. Còn bây giờ thì mình muốn đặt ra một câu hỏi cho các bạn là các bạn nghĩ như thế nào về một chiếc laptop gaming có card rời mà chỉ có một thanh RAM 8GB? Các bạn sẽ hỏi thêm là ủa thêm một thanh RAM làm sao mà chạy đua channel được đúng không? Nhưng mà câu trả lời trên con laptop Asus TUF Gaming F15 2022 này là có thể chạy được đua channel ở trên một thanh RAM thôi nhá. Và tương tự thì nó cũng có thể chạy được ở trên chế độ quad channel với hai thanh RAM. Vâng, không phải điều đâu mọi người, đây là sự thật đấy ạ. Bởi vì là đây là công nghệ mới của RAM DDR5 và nó mới có mặt ở trên laptop thôi. Và chúng mình cũng đã test trực tiếp ở trên phần mềm HVK Info để cho các bạn nhìn rõ hơn điều này. Đúng là chiếc laptop này chỉ có một thanh RAM 8GB và nó chạy ở dual channel. Đối với RAM DDR5 thế hệ mới này thì nó sẽ giúp cho tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn 50% so với thế hệ DDR4 và giúp tăng 46% với cái tốc độ đọc, đó là AIDA 64, và xử lý After Effects cũng như là Photoshop sẽ tăng 7%. Không những thế, về dạng nén WinRAR này sẽ nhanh hơn 22% và tăng 24% khung hình trong những cái tựa game FPS. Đó, những cái con số biết nói này đã thực sự là giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định là nâng cấp những chiếc laptop từ DDR4 lên DDR5 rồi đúng không nào? Cái tình trạng sử dụng mà thường thấy trên một chiếc laptop gaming chắc chắn là các bạn sẽ vừa sử dụng mà vừa cắm sạc để có thể gọi là khai thác tối đa hóa hết hiệu năng. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn là một chiếc laptop, thế nên điều mà chúng ta vẫn nên quan tâm đó chính là thời lượng pin. Khi mà không sử dụng sạc thì sẽ được bao nhiêu? Thì chúng mình đã test ở trên phần mềm PC Max 10 thì đối với những cái tác vụ nhẹ, lướt web các thứ bình thường thì nó sẽ chịu được khoảng cỡ 6 giờ 12 phút. Còn đối với tác vụ nặng như là chơi game thì các bạn sẽ chịu được khoảng 1 tiếng nhá. Mình nghĩ là nó vẫn khá là ổn, bởi vì chơi game thì các bạn biết là nó tốn pin như thế nào rồi đấy. Rồi, vậy thì tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nói đến một cái điều khá là hay ho. Đó là trên con Asus TUF Gaming F15 2022 này thì đã có sẵn cái phần mềm đó là My Asus để có thể tùy chỉnh rất là nhiều thứ. Và trong đó thì có một thứ rất là hay ho mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, đó chính là công nghệ Battery Health Charging. Đó là một công nghệ giúp mà gần như là sạc thông minh để có thể là vừa kéo dài cái tuổi thọ pin của các bạn này, bởi vì nó sẽ gần như là chỉ sử dụng sạc của các bạn đến khoảng 80% thôi, nó sẽ chưa đủ một vòng sạc, như vậy thì giúp cho tuổi thọ pin của chúng ta lâu hơn cũng như là sử dụng pin một cách tiết kiệm hơn. Vẫn không thể không kể đến những chiếc cổng kết nối sẽ được xuất hiện ở trên sản phẩm TUF Gaming F15 2022 này. Nó sẽ ở đạt ở mức cơ bản và tiêu chuẩn nhé. Ở phía cạnh trái đây thì chúng ta sẽ có cổng mạng LAN này, cổng HDMI này, sẽ có cổng USB Type-A và có hai cổng USB Type-C. Trong đó sẽ có một cổng Type-C có cái tốc độ đó là Thunderbolt 4, rất là nhanh. Rồi phía bên phải của mình đây thì nó sẽ chỉ có một cổng USB Type-A thôi. Chính vì thế thì mình nghĩ là nó sẽ đáp ứng ở mức tiêu chuẩn và cơ bản. Một điểm nữa tuy nhỏ thôi và có thể là cũng không liên quan chính lắm đến cái nội dung chủ đề ngày hôm nay về Max Quick hay là RAM DDR5, nhưng mà mình vẫn muốn nói đến là ôi, cái cam của chiếc laptop này đẹp dã man ấy. Mặc dù nó chỉ là chất lượng HD thôi nhưng mà mình cảm thấy là nó rất là chân thực, và nhìn mình ở ngoài như thế nào thì vào trong cam này nó giống như thế, mặc dù chỉ là nó không nét bằng thôi, và cái chuyển động của nó cũng không bị ngược ấy, nó rất là thuận mắt. Chính vì thế mình sẽ cộng thêm một điểm nữa về cái gu riêng của mình cho chiếc cam của con laptop này. Tổng kết lại thì chúng ta đang có ở đây một chiếc laptop TUF Gaming F15 2022 của Asus, có rất là nhiều những cái trang bị xịn sò có thể kể đến, đó là Max Quick cũng như RAM DDR5. Hai trang bị có thể giúp cho chúng ta tối đa hóa cái hiệu năng của các màn hình rời, cũng như là tăng được cái khả năng hiệu năng chơi game làm việc tốt hơn, cho ra FPS cao hơn. Không những thế, nó còn giúp cho chúng ta tiết kiệm không gian, bởi vì chỉ với một thanh RAM thôi chúng ta có thể chạy đua channel. Mức giá niêm yết của sản phẩm này đó là 31.490.000 đồng trên chính trang web chủ của Asus luôn. Và với giá tiền đó thôi thì các bạn đã có thể sở hữu được CPU thế hệ thứ 12 này, rồi là card 3050, rồi là RAM 5 này, rồi là Max Quick vân vân và mây mây. Vậy thì nếu như các bạn quan tâm thì link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video nhé. Cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận thời điểm này của video, và hy vọng là sẽ ủng hộ chúng mình bằng cách là like, subscribe để chúng mình ra những video tiếp theo nữa nhé. Bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại trên Hacom.